hành dương tế cấy đồng tiền Phật giáo vì tiền phải ngứa nghiêng bát nhà chẳng đưa người tội ác thuyền từ nào trước khi lại Tây Thiên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, kính thưa quý vị cao niên cao độ ông thầy, kính thưa quý vị trong ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Thạnh, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của thị xã Tân Châu đồng về đây tham dự, kính thưa quý nhà mạnh thường quân, kính thưa cụ ông cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 niên Nhâm Dần, và hôm nay cũng là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2022. Chúng tôi và giáo lý viên Nguyễn Văn Vũ cũng được sự phân bổ giáo lý ban trị sự trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này, để cùng nhau chia sẻ qua lời châu ngọc của Tổ Thầy. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quý vị tìm hiểu qua một cái chuyên đề gần gũi, quen thuộc mà đồng đạo chúng ta đã nằm lòng, đó là chuyên đề chánh kiến. Vậy thì nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính, cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì vừa qua cũng trên dưới hơn một giờ đồng hồ, chúng ta nghe giáo lý viên Nguyễn Văn Vũ đến đây để chia sẻ qua 8 câu thi phẩm Nguyễn Phiến Thiện, lời Phiến Thiện của ông Danh Cư Sĩ. Thì với một cái sự trình bày chân tình, chia sẻ qua những cái hình ảnh thật, sự kiện thật của một con người thật đã trải nghiệm trong cái định lý vô thường sau khi trải qua một cái cơn bệnh Covid-19. Thì giờ đây thì chúng tôi sẽ cùng quý vị, chúng ta sẽ đi vào một cái vấn đề khác hơn, đó là vấn đề về chánh kiến. Bởi vì theo chúng tôi nghĩ rằng đối với người tín đồ Đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta nói riêng, và cả những người tu theo Đạo Phật nói chung, và tất cả những loại đại đồng, chánh kiến là một cái mốc ngoặt quan trọng, là một cái vấn đề mà gần như mỗi con người có thể áp dụng trong cuộc sống thực tế để đem đến một cái sự công bằng, một cái sự nhân đạo. Theo chúng tôi thiết nghĩ, từ xưa đến nay, sở dĩ tất cả chúng ta lặn hụp trong cái bể trần thống khổ này có rất là nhiều cái nguyên nhân, tuy nhiên cái nguyên nhân chính yếu nhất thì không ngoài chúng ta không nhận rõ cái chân lý. Chính vì không nhận rõ cái chân lý cho nên mình mới nhận tà tưởng chính, nhận vậy làm ngay, và chúng ta hành xử rồi suy nghĩ nói năng theo cái sự sai lầm, không đúng theo một cái định hướng, một cái lộ trình chân thiện mỹ. Vì các lý do đó mà chúng ta phải đọa lạc trầm luân. Cho nên hôm nay mai thai gặp Đức Thầy, Đức Sư kính yêu ra đời mở đạo, và đặc biệt thì Đức Thầy dạy chánh kiến trong bát chánh đạo. Và nếu hiểu theo Đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, đây cũng là một cái quyển kinh nhật tụng. Nếu nói góc độ nào đó thì người tín đồ Đạo Phật giáo Hòa Hảo hàng ngày chúng ta phải hằng học đọc bát chánh đạo mà Đức Thầy dạy. Bởi vì Ngài cho biết rằng trừ xong ba nghiệp chướng hãy làm theo 8 điều chánh, và khi diệt được thập ác rồi tự nhiên 10 điều lành hiện ra, như thế ta đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh,
nhưng sự tác bộ ấy không có nghĩa là đạt đến mục đích. Thế nên cần hàng luân đạo bát chánh tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tăng trưởng trên con đường giải thoát. Như vậy thì giờ này đồng đạo chúng ta đã nằm lòng. Chánh kiến gồm có 8 cái con đường chánh, còn gọi là 8 con đường giải thoát, còn gọi là quyển kinh nhật tụng. Thì đứng đầu là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm và chánh định. Giờ này nếu nói trong đồng đạo ở đây và còn cái đồng đạo chúng ta, thì nếu nói đến bát chánh đạo thì đồng đạo đã nằm lòng hết rồi. Hơn thế nữa thì trong quá trình làm nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã trình bày bát chánh rất là nhiều lần, và mỗi chánh thì chúng tôi cũng đều có dành riêng một cái chuyên đề để nhằm chia sẻ phần nào đó cho quý vị. Cho nên thì hôm nay chúng ta cũng ôn lại qua cái bài học này. Và đặc biệt bát chánh đạo đường giải thoát như là Đức Thầy giới thiệu, và đây cũng là một cái căn nguyên, cái nguồn gốc xuất phát từ thời Đức Phật. Và đặc biệt đây là bài pháp đầu tiên mà ngày xưa Đức Phật thuyết khổ tại khổ hạnh lâm để độ năm anh em kiều trần như. Và chính vì bài pháp này mà các vị ấy đã chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên Đức Thầy chúng ta đã giải rất rõ là thuyền lâm Phật thích thở xưa kia, non tiếc rèn ra bát chánh kìa, phổ quá dân lành trong khắp chốn hoàn cầu, bốn biển khắp danh bia. Một cái bài học minh chứng nhất mà tất cả chúng ta đều hiểu, nếu nói đến năm anh em kiều trần như thì đây là các cái vị đầu tiên trong tăng đoàn nhà Phật, và các vị này nhờ tu theo phương pháp này mà chứng được thánh quả A-la-hán. Do đó cho nên Đức Phật đã dạy nơi nào có bát chánh đạo là nơi đó có đạo giải thoát. Do đó cho nên hôm nay đối với chúng ta, dầu ở một góc độ nào đó, ở một căn cơ nào đó, thì mình cần phải hiểu được bát chánh đạo. Với một cái tầm quan trọng đó mà Đức Thầy đã sáng tác 3 lần trong toàn bộ sấm thi của Ngài. Cho nên theo chúng tôi nghĩ rằng thì giờ này thì đồng đạo chúng ta phải nằm lòng các ý này. Mà lần đầu tiên thầy sáng tác trong Giác Mê Tâm Kệ 44 câu trong cái thể thơ Thất Ngôn Truyền Thực Trường Thiên mà Ngài viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão. Rồi đến lần thứ hai đó thầy sáng tác trong Dặn Dò Bổn Đạo vào lối tháng 2 năm Canh Thìn, chỉ trên dưới 24 câu theo thể thơ Lục Bát. Thì ngoài đến lần thứ ba thì đó thầy sáng tác luôn trong quyển 6, tức là quyển Tôn Chí Hành Đạo, với một cái thể văn, tức là về văn tản. Và đặc biệt ở trong Tôn Chí Hành Đạo mà Đức Thầy đã sắp xếp một cái bố cục rất là cụ thể để cho đồng đạo chúng ta tuần tự. Khi mình học tôn chỉ, ngoài lời nói đầu ra thì Đức Thầy đã khẳng định là bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Thì sau đó Đức Thầy mới viết về luận về tứ ân, rồi luận về tam nghiệp, và tiếp theo là đến cái bài bát chánh đạo này. Thì hôm nay trong cái gặp gỡ này thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số ý thôi. Có thể là chúng ta dành thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ. Bây giờ này cũng đã trưa rồi, hiểu gì cũng đã rất là mệt. Buổi sáng hôm nay thì tôi chỉ đúc kết lại cái quan trọng là chúng ta đúc kết là những cái ý chính để mình kiểm chứng lại chính bản thân mình. Nhiều khi cả cuộc đời chúng ta tu mấy mươi năm, chúng ta ăn chay rất là nhiều năm, chúng ta cúng lại rất là nhiều, tuy vậy cũng chưa chắc là hoàn toàn chúng ta đi đến đúng. Em đồng đạo mình, cô bác chúng ta ngồi lại với nhau, nhắc nhở lại với nhau, thì mình mới cảm nhận được có những cái điều hết sức là hụt hẫng, có những cái lỗ hổng trong đời tu của mình, để rồi chúng ta cố gắng trao sửa. Cái chân lý mà hôm nay ta tu là làm sao chúng ta phải được về cõi Phật, làm sao chúng ta phải được về dự hội. Đây là một cái mục tiêu căn bản. Có như vậy thì chúng ta mới thực hiện đúng là Đức Thầy. Có như vậy thì chúng ta tu mới lời. Còn giờ này nếu mà mình tu mà không đạt được mục đích đó thì xin thưa rằng cả cuộc đời tu chúng ta rất là khổ. Tu như vậy thì theo tôi nghĩ rằng lỗ vốn cái gì đó. Cho nên hôm nay làm gì cũng vậy, chúng ta cũng phải nghĩ đến kết quả của nó. Vì vậy cho nên nhất là tín đồ Đức Thầy, khi chúng ta bước vào đạo, khi đã có cúng lại, khi đã có ăn chay, khi đã có niệm Phật, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải đặt một cái định hướng cho mình là phải được giải thoát. Như là Đức Phật dạy, nước biển chỉ có một vị mặn, đạo của ta chỉ có giải thoát mà thôi. Mà hôm nay Đức Thầy cũng khẳng định rằng trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Như vậy thì con đường giải thoát, con đường về cực lạc thì phải đóng một cái dấu mốc đầu tiên, đó là chánh kiến. Nếu chúng ta có đạt được chánh kiến thì mới mong đạt đến chỗ giải thoát. Nếu chúng ta có đạt được chánh kiến thì mới mong được về cực lạc.
Còn nếu giờ này mình tu hành mà không đạt được chánh kiến thì xin thưa rằng con đường về cực lạc rất là xa vời với tất cả chúng ta. Cho nên hôm nay chính vì lý do đó mà chúng tôi cũng chọn đề tài này một lần nữa để nhắc nhở lại theo lời Đức Thầy, để tất cả đồng đạo chúng ta kinh nghiệm trong đời sống của mình. Chẳng những cụ đề hành đạo mà đây là những cái điều nó liên quan thực tiễn trong cái cuộc sống đời thường của mỗi đồng đạo chúng ta. Khi chúng ta trình bày qua chuyên đề này thì cũng mong quý vị cũng cố gắng lắng nghe. Thì thứ nhất thì chúng tôi sẽ trình bày về cái khái niệm về cái từ chánh kiến. Thì nếu nói về chánh kiến thì Đức Thầy đã định nghĩa rồi: chánh đúng sự thật, kiến thấy xem xét, chánh kiến gồm thấy xem đúng theo sự thật. Thứ nhất, chánh kiến diệt chi xem nhìn, luận bàn chân lý cho minh, chuyện chi xét đoán, xảo tinh mới là, mà Thầy viết rất rõ trong bài giảng dò. Như vậy thì trên đời này, ngoài cái việc sự thật ra, những cái điều kiện nào mà nó sai sự thật, nó không đúng sự thật, nó rơi vào cái tổ, cái chỗ tà vậy, thì những cái đó đều gọi là tà kiến. Dầu rằng trong Bát Chánh Đạo thì Đức Thầy không nhắc đến cái chữ tà, tuy nhiên Đức Thầy có viết về cái hành tạng, hành trạng của mỗi cái mỗi cái chánh đều có cái phần tà. Vì vậy cho nên chỉ cần chúng ta tìm hiểu về mỗi chánh cũng như chánh kiến này mà mình thấy được cái, định được cái điều tà, thì chúng ta sẽ có cái khả năng để chúng ta thoát tà và mình đi đến cái chỗ chân chánh. Cho nên chánh kiến là đúng sự thật, mà ngược lại với chánh kiến, những cái gì sai là sự thật, nó không đúng sự thật, nó làm cho kẻ khác chịu oan tình, hoặc giả là làm cho người khác khổ, hoặc giả là chúng ta có những cái sự nhìn nhận theo một bên, ngược lại, thì những cái đó đều gọi là tà. Cho nên khi mà chúng ta hiểu khái niệm này thì mỗi đồng đạo chúng ta mình mới nhận định được rằng trong cuộc đời của tôi cũng như tất cả quý vị ở đây thì gần như chúng ta chưa phải là bao thanh thiên. Cho nên mọi cái sự phán đoán, suy nghĩ hàng ngày trong cái cuộc sống sinh nhai, ở đây chúng ta chưa bàn đến lĩnh vực của tôn giáo, mình chỉ nói trong cái sự sinh nhai, trong cái sự suy nghĩ, trong cái sự phán đoán của mình, cách ăn ở, cư xử này, thì đôi khi chúng ta rơi vào tà rất là nhiều, nói chung rất là nhiều. Bởi vì khi nói làm ít chịu suy lường nè, khi mà chúng ta phán đoán suy nghĩ thì thường thường chúng ta dựa vào trong một cái gọi là cái bản năng sẵn có của mình, rồi mình không có chịu tham cứu kinh sách, không có chịu nghe theo thông tin nhiều chiều, mà đa phần thì chúng ta chỉ nghe theo ở chính mình, và đặc biệt nhiều khi chúng ta tự cho mình hay, rồi tự cho mình thông suốt, vân vân. Chính vì vậy mà mình bị dấp ngã ngay chỗ này, và đó cũng là một cái nguyên nhân chính mà mình đọa lạc trầm luân. Bởi vì khi mà chúng ta đoán sai lầm mọi sự kiện thì xin thưa rằng ngoài cái việc mà mình mất cái uy tín trong hiện tại, tương lai chúng ta còn đọa lạc. Thí dụ bây giờ chúng tôi đưa ra một cái sự kiện, thí dụ một sự việc đó, nếu chúng ta nói trúng á thì tốt, tốt thôi chứ không sanh phước nha. Nếu chúng ta nói trúng một vấn đề là tốt mà không sanh phước, bởi chuyện này không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà ngược lại, khi mà chúng ta nói sai một vấn đề thì đây là cái điều không tốt, người ta sẽ đánh giá về cái nhân phẩm đạo đức của mình, và đồng thời chúng ta sẽ bị mang nghiệp. Cái chuyện của thiên hạ, cái chuyện của xóm trên xóm dưới không có đụng phạm tới mình hết, nhưng mà chỉ cần chúng ta bước vào đó, chúng ta là nhìn nhận vấn đề đó, rồi chúng ta lại phân biệt vấn đề đó, chúng ta lại đưa ra đúng sai, thì tự không không mà chúng ta đem nghiệp vào. Cũng giống như cái trường hợp mà Đức Thầy ở nhà ông Ký Dẫu vậy, thì lúc bây giờ ông Ký Lục Ngọ, ông nghi Đức Thầy với con gái của ông Ký Dỗi. Khi ông Ký Lục Ngọ, ông đến, ông cưới con gái ông Ký Dỗi cho con trai của ông, nhưng mà bên ông Ký Dỗi thì khước từ. Vì vậy cho nên chính vì vấn đề đó, ông xin nghi. Thì chính là con người, cái nhân vật của ông Ký Lục Ngọ mà chúng ta thấy ở chỗ này, thì gần như đây là một cái vị nó là tà kiến rất cụ thể. Ông nghi rằng như vậy thì nếu nói về môn đăng hộ đối thì giữa ông Ký Lục Ngọ và ông Ký Dỗi thì rất là phù hợp với nhau. Những người giàu có bậc nhất lúc bấy giờ ở Bạc Liêu, đáng lẽ ra thì khi đến với nhau thì kết thông gia nhau rất phù hợp, nhưng mà đằng này thì bên nhà gái khước từ. Cho nên chính vì đó cho nên ông mới nghi, ông nói như vậy là chắc là con ông Ký Dỗi và Đức Thầy có cái gì đây. Cho nên ông Ký Dỗi không gả con gái cho mình, thì từ ở chỗ sinh nghi đó nó tạo thành nghiệp, tức là thể hiện một con người tà kiến. Và bên cạnh đó còn gây nghiệp. Mà Đức Thầy chính vì nguyên nhân đó mà Đức Thầy sáng tác một lượt đến ba bài: một cảm tác, hai là bài buồn, ba là bài tủi.
Và Đức Thầy đã khẳng định rằng trách lầm mang nghiệp vào thân, chỉnh e vai vác thánh thần chấp biên. Vì vậy cho nên mẫu chuyện này thì chúng tôi nghĩ rằng đã đủ chứng minh được rằng trong cái cuộc đời tu của mình thì có lẽ là tôi và quý vị chúng ta cũng rơi vào cái hoàn cảnh của ông Ký Lục Ngọ cũng nhiều lắm, chứ không phải là ít đâu. Cho nên thì đó là những cái mà chúng ta thấy nhan nhản trong xã hội, rồi nhan nhản trong gia đình của mình, và đôi khi bản thân của mình là những người phải vấp phải vấn đề đó, và từ đó là chúng ta là cái người đang rơi vào chỗ tà kiến và từ đó sanh nghiệp. Thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét về khái niệm giữa tà và chính. Và hơn thế nữa thì Đức Thầy mới đưa ra các nguyên nhân phàm con người thường hay bị bản ngã lôi cuốn, trí mờ ám làm cho sai chạy ít nhiều sự thật. Như vậy thì cái nguyên nhân mà sanh ra tà kiến thì hoàn toàn Thầy dạy ở đây nó có hai ý. Một là do bản ngã. Bản ngã đây là cái ta. Do cái ta, kính thưa đồng đạo, do cái ta tức là cũng như trường hợp ông Ký Lục Ngọ hồi nãy, tức là do một cái nhìn khuyến diện của ông, do một cái sự của ông, cái sự suy đoán nông cạn, rồi lại dội vàng cho đó là một cái chuyện sự thật. Cho nên nếu như mà chúng ta rơi vào tà kiến á, thì phần nhiều là do mình không có thông thoát, mình chấp một chỗ, mình chấp mình, rồi chấp vào cái hiểu biết của mình, rồi lại phân biệt, kính thưa đồng đạo. Và hơn thế nữa thì ngày giờ này thì theo tôi nghĩ rằng trong đạo của mình, nếu nói về bản ngã thì đây là một vấn đề mà chúng ta ai cũng đã hiểu về lý thuyết rồi. Mà Đức Thầy đã dạy là tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Vì vậy cho nên cái mục tiêu đặt ra theo lời Thầy dạy thì mỗi đồng đạo chúng ta cần phải đạt được gọi là cái lý vô ngã. Mà muốn đạt được cái lý vô ngã thì hầu hà đồng đạo mình trước tiên phải có chánh kiến, có chánh kiến mới đạt lý vô ngã. Còn nếu chúng ta vẫn còn tà kiến, bởi vì hai cái này nó có một cái sự móc kết với nhau. Nếu chúng ta còn tà kiến là chúng ta còn bản ngã, mà còn bản ngã là chúng ta sanh tà kiến. Cái nguồn gốc ở chỗ này. Cho nên mỗi đồng đạo của chúng ta và bản thân thôi, thì chúng ta nhìn lại mình coi, mọi cái sự hàng ngày suy nghĩ phán đoán hàng ngày, mà nếu như mà chúng ta nó không đúng thì hoàn toàn do mình đồng đạo ạ. Cho nên trong cuộc đời tu của mình, nếu nó khó thì nó không khó lắm, mà nếu nó dễ thì cũng chưa hẳn. Bởi vì chỉ cần mỗi đồng đạo chúng ta hạ thấp mình, chỉ cần mỗi đồng đạo chúng ta nghe nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, nói ít một chút, thì theo tôi nghĩ rằng là chúng ta có đổi. Vì vậy cho nên tạo hóa đã sinh ra con người chúng ta có hai đôi mắt, có hai con mắt là một đôi mắt, rồi có hai lỗ tai, có hai lỗ mũi, nhưng đặc biệt có một cái miệng thôi. Vì vậy tạo hóa muốn nói rằng đó, khi con người sinh sống trong cõi đời này đó, cái quan trọng nhất là chúng ta nên nói ít một chút, chúng ta nên nghe nhiều một chút, chúng ta nên nhìn nhiều một chút, và chúng ta nên thấy xa một chút, thì tôi tin chắc rằng nó không đến đổi. Còn nếu như mình ở một góc độ cục bộ, mình tự hào, mình cho mình là thông suốt, mình cho mình là hơn thiên hạ, thì vấn đề đó là tự chúng ta đóng khung. Cho nên Khổng Thánh đã dạy rất rõ là tam nhân đồng hành, tất ngã sư yên rồi. Trong một cái con đường đi ba người, trong đó tất nhiên có người là thầy của mình. Dù rằng một cái người nhỏ tuổi, nhưng mà người ta hay, người ta nói chân lý thì chúng ta vẫn nghe. Đức Thầy chúng ta ngày xưa ra đời mở đạo, nếu nói về tuổi dương lịch Thầy mới 19 tuổi thôi, nếu nói âm lịch Thầy mới 21 tuổi thôi. Cho nên ngày xưa đồng đạo nhớ rằng chính vì vấn đề này mà ngày xưa Khổng Tử đã vấp ngã. Khổng Tử đã vấp ngã trước thần đồng hạng Thác, tuổi chưa được đầy 10 tuổi. Vì vậy cho nên theo sách kể lại đó, ngày xưa Khổng Tử cũng là người rất là bản ngã. Bởi vì gần như ở nước Lỗ lúc bây giờ, ông là cái người rất là thông suốt, ông cũng rất là bản ngã. Tuy nhiên khi mà đối diện với thần đồng hạng Thác rồi, thì lúc bây giờ Khổng Tử mới trở lại tu thân à, mới thấy được mình. Dầu đằng tuổi cao nhưng mà cuối cùng lại thua một đứa bé 10 tuổi vậy. Lúc bây giờ mấy thầy trò trên đường là đang đi quá đạo, thì bây giờ có một cái nhóm trẻ đang chặn ở giữa đường như vậy đó. Rồi Khổng Tử lúc đó Tư Lộ mới rầy, mới la đó là mấy đứa con tránh ra cho xe đi. Thì trong nhóm trẻ đó con đứa lớn tiếng nói rằng đó, ông nói lạ không à, từ xưa đến nay đó, đó xe tránh thành chứ thành không có tránh xe. Rồi Tư Lộ nói, ủa sao nói lộ vậy đấy, ông thấy tôi đang xây thành không, tôi đang xây thành, ông tránh tôi sẽ tránh được. Thì Khổng Tử nghe điều này, Khổng Tử biết là thằng bé này rất là hay. Khổng Tử mới ló đầu lên nhìn, Khổng Tử nói, ai Tư Lộ để đó, Khổng Tử xuống mà đàm đạo.
bàn bạc, hỏi qua hỏi lại nhiều vấn đề. Thì gần như chúng tôi chỉ kể gọn thôi, tình tiết rất dài, nhưng mà gần như là câu nào là Khổng Tử cũng phải là bó tay với Hạng Thác cả. Đến cái câu cuối cùng thì Khổng Tử nói bây giờ ta không có bàn với người nhiều, bây giờ ta muốn là bàn cái chuyện thiên hạ. Thì Hạng Thác nói, tôi hỏi ông biết được trước mắt ông bao nhiêu cộng long mi không mà ông dám đòi bàn thiên hạ? Thì rõ ràng trước mắt mình đâu, cho nên những cái chuyện mà gần như trên mắt của tôi, thật ra trên mặt tôi vậy này tôi cũng chưa biết được, tôi mới bụng nữa nè, quý vị thấy gì đâu, phải không? Cho nên có những cái ở trên thế gian này mình thấy có một phần thôi. Thí dụ bây giờ mình mặt mình đối là được phần lưng của mình, cho rằng mình hay hơn thiên hạ thì xin thưa rằng chúng ta sẽ vấp ngã thôi. Do đó cho nên bài học này thì chính vì Khổng Tử là một bậc thầy thiên hạ, ngài có tam thiên đầu đệ, có thấp thập nhị hiền mà cuối cùng lại là phải thua với một đứa bé khoảng 10 tuổi thôi. Cho nên đây là cái bản ngã đó. Do đó cho nên Đức Thầy đưa ra cái nguyên nhân chính này thì chúng ta thấy rõ cái gốc ở chỗ này. Nếu như đồng đạo nào bản ngã cao chừng nào thì xin thưa đồng đạo này sẽ không bao giờ phát triển trên đường đạo tâm. Mỗi ngày chúng ta đều học hỏi mà. Kính thưa đồng đạo, bởi vì giờ này cũng có một số đồng đạo mình ở đây thì tôi nói những thông điệp này thì quý đồng đạo chúng ta cũng rất hiểu rồi. Cũng có một số đồng đạo mình tu hành rất lâu á mà nghe nó đi dự thuyết giảng nè, học là lắc đầu liền. Không đâu, thích nhất là chung với nhau 5 người 7 người đó, bàn đạo một lát là đỏ mặt tím tay à, không ngã ngủ với nhau à. Tôi cũng vừa nghe đồng đạo Sáu Trạng vừa nói nè, điều này là điều thực, tất nhiên tôi đã từng chứng kiến đồng đạo à. Nghe thuyết giảng thì không nghe, học hỏi nó mấy ông này mà thuyết cái gì mà nghe, rồi mà học đạo không học. Đó giáo lý Đức Thầy dạy tám mấy năm nay học gì nữa. Nói vậy đó, chứ mà chúng ta chiếu một hồi đó là hầu như không hiểu nhiều đâu. Tức là tự mình đóng khung. Vì vậy cho nên mâm cơm dọn sẵn rồi, chỉ cần ngồi xuống là ăn thôi, mà chúng ta lại không chịu à, chúng ta lại bản ngã thì nó không hết. Đây là chúng tôi đưa ra một số khái nét thôi. Rồi ngoài cái bản ngã này ra, Thầy còn dạy thêm là khi vì thiếu sự sáng suốt. Bây giờ mỗi đồng đạo chúng ta phải nhận định được, mình hiện giờ là cái người đang còn ở vô minh mà. Nếu nói về khi vì thiếu sự sáng suốt là mình chấp nhận thôi, bởi vì chúng ta chưa được trí huệ, trí huệ bát nhã mà mình vẫn còn là chúng sanh, thì làm sao mình có được một sáng suốt được? Phải vì chúng ta như Đức Thầy của mình, thân bằng tăng mặc bộ sòng nâu cuộc thiên lý một bầu điều hạ, hay hoặc là cặp mắt thánh dòm xem tứ hải thương hồng trần mượn sát tái sanh thì tốt rồi. Đằng này mình đâu có được như Thầy. Cho nên mỗi sự kiện của gì của mình suy nghĩ đó, thì cái quan trọng mình phải biết mình. Mình biết mình còn tối. Cho nên cái suy nghĩ của mình và đừng có hấp tấp, mình cứ từ từ. Thì theo tôi tin chắc rằng từ từ chúng ta sẽ lội trừ được cái tà và đạt được cái chánh. Thì đó là cái nguyên nhân. Và cái hành trạng Đức Thầy đưa ra rất rõ ràng, tức là khi vì tư thù, khi vì lợi kỷ khiến cho con người không biết đường ngay nẻo thẳng, nên làm cho các khác phải chịu oan tình. Như vậy cái hành trạng thường thường, những cái bản ngã xảy ra trong cuộc đời, những cái tà kiến xảy ra trong cuộc đời này đó, thì thường thường nó rơi vào chỗ tư thù, rồi nó rơi vào cái chỗ lợi kỷ. Thì đây là hai cái vấn đề mà chúng ta hết sức là phải nói rõ, là mình suy nghĩ cho kỹ nè. Kính thưa đồng đạo, thí dụ bây giờ mình muốn nhận xét nào đó, mình muốn phán đoán vấn đề nào đó, thì chúng ta phải suy nghĩ coi trong đó nó có cái gọi là tư thù không, nó có thù oán điên tư không. Nếu mà nó phụ vào cái thù oán điên tư trong đó thì xin thưa rằng sự nhận xét không đúng đồng đạo à. Bởi vì tại sao? Ông cha ta chúng ta đã nói rất rõ vấn đề này rồi. Thương nhau thương cả lối đi mà ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng. Đời thương nhau chéo cũng tròn mà ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Như vậy thì ông cha chúng ta là người đã đúc kết được cái kinh nghiệm này. Giờ đàn ông cha ta trước đây chưa phải là người thuần về tôn giáo đạo Phật, nhưng ông cha chúng ta có một kinh nghiệm sống rất là tuyệt vời. Vì vậy cho nên khi mà có một cái sự thù oán điên tư rồi đó, thì nó đưa con người chúng ta rất là dễ xa vào cái chỗ gọi là tà kiến đồng đạo à. Mình ghét người ta rồi, hầu như đối với mình ở trong mắt của mình người ta sai không à, người ta không tốt không à. Có bao giờ mình ghét người ta cho người ta tốt không? Không có. Dầu rằng người ta là một người hoàn toàn tốt đó, nhưng mà tại vì tôi ghét ông đó, cho nên ai nói ông đó tốt tôi không chịu à, ai thương ông đó tôi không ưa à. Thì rõ ràng chúng ta quá tà kiến rồi. Cho nên một lớp học nọ, ông thầy ông đưa tờ giấy lên, ông hỏi các con thấy cái gì không, thì cả lớp đều dạ thưa thầy con thấy một cái dấu chấm mực. Bởi vì tờ giấy ông đã chấm sẵn một dấu chấm mực rồi.
Thì bây giờ ông thầy nói tại sao nguyên một cái nền trắng của tờ giấy mà các con không thấy mà là thấy cái đấm mực. Ý muốn nói rằng trong cuộc đời của mình, đồng đạo chúng ta giàu làm tốt, đồng đạo chúng ta giàu tu cao, đồng đạo chúng ta giàu hy sinh hết mực với đạo, với người khác, nhưng mà chỉ cần một đốm mực, một cái xấu thôi, thì chúng ta sẽ bị mang tiếng, sẽ bị quen ố cái gì. Nó đặc biệt vậy đó. Bởi vì thường thường đồng đạo nhìn mình á, người ta ít có nhìn cái tốt lắm, người ta nhìn cái xấu mình là nhiều à. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rõ ràng. Nhiều khi nếu mà chúng ta nói về cái quy luật mà bù trừ đó, trên đời đâu ai toàn vẹn, cũng có lúc tốt, cũng có lúc xấu. Mà nếu như chúng ta đem xấu và tốt ra mà chúng ta cân đong đo đếm rồi thì không đến đổi. Đằng này chúng ta cứ chầm chầm nhìn cái xấu của người ta không à. Đó, thấy cái xấu người ta không thì lúc đó là chúng ta đang sống ở tà kiến rồi. Khi mình nhìn thấy cái xấu của người ta, khi mình thấy cái sai người ta, thì đây là một tư tưởng gọi là tiêu cực. Khi nhìn người ta xấu, mình có vui không? Không. Lúc đó bây giờ phiền não nó khởi lên, thì từ đó nó sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng tối. Tức là vừa phạm vào tà kiến mà chúng ta càng tối. Còn nếu như chúng ta nhìn tích cực, nhìn người đó tốt, thương người đó hiền lành, thì lúc bây giờ lòng chúng ta rất là hoan hỷ. Cũng một cách nhìn, thí dụ quý vị nhìn tôi tốt thì quý vị rất là hoan hỷ, mà ngược lại quý vị nhìn tôi xấu thì quý vị phải nói rõ là không hoan hỷ rồi. Phiền não ngăn che, chân tâm mà ám rồi. Và cái đó là những cái mà nó kéo chúng ta đi xuống, xuống hoài tới 18 tầng địa ngục thôi. Kính thưa đồng đạo, ấy thì đấy là chúng ta hiểu về cái vấn đề về tư thù. Rất nhiều vấn đề. Cho nên ngày xưa mà chúng ta thấy giữa ở cái chỗ Viên Án và Triệu Thố cũng vậy, cũng vì cái chỗ thù oán điên tư. Cho nên lúc bây giờ là Viên Án xàm tấu với vua Cảnh Đế đem Triệu Thố ra chém đầu, phải không? Như vậy lúc bây giờ rõ là gần như Viên Án thỏa mãn rồi. Bởi vì ông này tôi ghét không nè, coi như là tôi trả được thù riêng rồi, thỏa mãn rồi. Nhưng mà bản thân án đã thỏa mãn rồi, nhưng mà nghiệp thì nó không có thỏa mãn, nó không thỏa mãn. Bởi vì đây là những cái việc nó bất công nè. Vì vậy cho nên chính vì nghiệp nó không thỏa mãn mà theo tinh thần nhân quả, cho nên cái nghiệp này nó đeo đuổi theo Viên Án suốt thời gian là 10 kiếp. Khi mà trở thành Trí Huyền Ngộ Đạt thì chỉ cần một phút đó, lơ lỏng, cho nên nghiệp nó nhập vào và cuối cùng thành một kẻ gọi là nhân viện sa, nó không hết. Vì vậy cho nên hôm nay việc gì cũng vậy, cái gì cũng có cái giá của nó là đạo à. Mình ghét người ta, mình nói xấu người ta, mình nhìn cái điểm sai lầm người ta không phải đơn phương đâu, nhưng mà nghiệp nó theo đó, cái giá rất là đắt đó. Cũng như trường hợp mà tôi đưa cái mẫu chuyện của Triệu Thố và Viên Án, thấy nó rất rõ. Do đó cho nên chúng ta khi mà mình quan hỷ được, mình nhìn cuộc đời một ánh mắt tích cực, thì lòng chúng ta rất là quan hỷ. Trong mắt của mình ai cũng tốt hết, trong mắt của tôi ai cũng tốt hết, thì lúc bây giờ chúng ta là cái người tốt rồi, đúng không? Mà nếu như trong mắt của mình còn người này tốt nè, anh này được nè, anh kia không được nè, anh này tốt nè, vậy kia xấu nè, thì chúng ta là cái người xấu rồi. Cho nên đây cũng là một cách nhìn. Cách nhìn của Phật Ấn Hòa Thượng là cách nhìn chánh kiến, mà cách nhìn của tức là nếu nói cách nhìn của Tô Đông Pha là cách nhìn tà kiến, mà cách nhìn của Phật Ấn Hòa Thượng một cách nhìn hết sức là chánh kiến. Khi chúng ta nhìn thiên hạ ai cũng tốt hết, ai cũng dịu dàng hết, ai cũng hiền hậu hết, thì chúng ta là Phật rồi, đâu còn gì lạ đâu. Chỉ cần thay đổi nhận định thôi, chẳng những chúng ta có được một cái gì đó về chân chánh, mà chúng ta có được một cái gì đó về cái tình thương, giống như Đức Thầy chúng ta tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Thì đó là chúng tôi muốn nói ở cái chỗ về cái tư thù. Rồi cái một cái hành trạng tiếp theo nữa Thầy dạy là khi vì lợi kỷ, tức là quyền lợi cá nhân. Khi mà có đặt cái lợi quyền vào đây rồi thì nhiều khi chúng ta nhìn nhận vấn đề nó sai lầm. Đây là những cái việc nhan nhản xảy ra ở các quan trường từ xưa đến nay. Kính thưa đồng đạo, cũng vì quyền lợi cá nhân cho nên các vị quan viên, các vị quan trường thì sẵn sàng thay đổi để thụ hưởng cái phần lợi cho mình. Cho nên từ đó cho nên mới xử oan cho kẻ khác. Trước mắt thì thấy cái người đó thì họ sống rất là sung sướng hiện tại, nhưng mà tương lai là nghiệp. Nghiệp phải nói rõ, nhiều khi ở trong cái cuộc đời của họ thì gần như là chưa kết thúc cuộc đời của họ thì nghiệp đến nó đòi rồi. Mà đồng đạo có lưu ý không, nhất là báo đài giờ này đưa tin rất nhiều vấn đề này. Những thập niên trước đây thì chúng ta thấy có thể các cái gì mà quan viên mà nhũng nhiễu đó, mình ta chúng ta dùng cái từ là tham nhũng đó, thì đôi khi cũng còn luồn lách pháp luật nhà nước, trốn tránh,
Nhưng mà ngày giờ này khác đồng đạo à. Chúng ta sống đó là thời kỳ thanh trừ đó. Cho nên nếu như người nào mà nhũng nhiễu tham ô rồi đó, thì dầu rằng cho người đó là cấp cao của nhà nước, dầu rằng người đó là ủy viên Bộ Chính trị, dầu rằng người đó là ủy viên Trung ương Đảng, dầu rằng người đó là bí thư tỉnh ủy đi chăng nữa, thì cuối cùng lại cũng đưa ra và là phải nói rõ là luật đưa ra công bằng trước công chúng, để thấy rõ rằng luật pháp giờ này hết sức là công bằng ở cái chỗ này. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta là người tu, đời mà còn như vậy huống hồ chúng ta là người tu. Cho nên khi mà mình mà có thọ nhận cái gì của ai đó thì quý vị nên cẩn thận. Nhận người ta nhiều quá rồi thấy người ta sai mà không dám nói. Giống như gặp con mè chẳng hạn, nó con chó cũng ừ dạ thưa chị đó là con chó đó chị, là chết rồi không được. Bởi vì mình mới mượn tiền ta nè. Mới mượn tiền người ta 10 triệu bạc nè. Mà bây giờ này nếu mình mà không nghe lời người ta, mình nói sai thì sợ người ta không vui. Cho nên thì chúng ta trong con đường tu của mình đừng có để lợi quyền nó phụ vào đây ảnh hưởng đến cuộc đời tu của mình. Cái quan trọng là chúng ta nhớ về nhân quả. Mọi sự kiện ở đời, tiền bạc là tiền bạc, lợi quyền lợi quyền, nhưng mà cái quan trọng nhất là chân quan chúng là công bằng đặt đến hàng đầu, nhân nghĩa đặt hàng đầu, còn lợi quyền và tiền bạc chúng ta đặt thấp một chút. Thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét theo lời đức thầy về một số vấn đề về hành trạng của tà kiến. Vì vậy cho nên khi chúng ta hiểu được định nghĩa của chánh kiến nè, hiểu được nguyên nhân nè, hiểu được hành trạng, thì giờ này chúng ta hành chánh kiến như thế nào theo lời thầy đã dạy. Như vậy thì theo lời thầy đã dạy rất rõ. Vì thế một chánh kiến dạy ta phải đem hết trí năng tri cứu các sự rắc rối, cẩn thận xem xét tránh sự lạc lầm trong khi phê đó bất cứ việc gì, dầu của mình hay của kẻ khác. Như vậy thì đoạn văn này rất ngắn, nếu chúng ta nói về số chữ rất ngắn. Tuy nhiên trong đoạn văn này thì chúng tôi thấy rằng có ba ý mà chúng ta cần phải bàn. Ý thứ nhất là chúng ta phải dùng cái năng lực của trí tuệ. Ý thứ hai là phải cẩn thận xem xét các sự rắc rối. Tức là vì thế một chánh kiến người ta đem hết kỹ năng tri cứu sự rắc rối nè. Cái thứ nhất là chúng ta dùng kỹ năng, cái thứ hai là tri cứu các sự rắc rối, và cái thứ ba là chúng ta cẩn thận xem xét. Nếu hỏi đồng đạo chúng ta thực hiện được ba yếu tố này thôi, thưa lời đức thầy, ở cái đoạn này thì theo tôi tin chắc rằng trong cuộc đời tu chúng ta chắc khó có rơi vào tà đạo à. Nếu tố thứ nhất đức thầy dạy là năng lực trí tuệ, tức là trí năng là năng lực trí tuệ. Như vậy thì khi mà làm cái gì, thí dụ ở đây tôi dạy gì, chúng ta chưa được hoàn toàn có được trí tuệ, nhưng mà chúng ta cũng có được nhận thức, có được một sự suy nghĩ. Mà đức thầy dạy là việc làm do lĩnh tâm hồn kiến sai. Mọi việc làm gì cũng vậy, chúng ta đừng có vội vã, đừng hấp tấp, mà chúng ta nên suy nghĩ. Cái suy nghĩ là cái vốn của mọi người chúng ta. Cho nên trong cái kinh nghiệm sống đó quý vị, nếu như con người của mình, tôi cũng vậy, đồng đạo chúng ta cũng vậy, mà nếu như cái người nào mà tức là vội vã, ít có suy nghĩ đó, thì thường thường chúng ta phạm nhiều lỗi lầm. Còn nếu như người nào mà điềm đạm, chậm lục, làm ta đâu suy nghĩ ta đó, chín chắn ta đó, thì tôi tin chắc rằng người này ít có sai phạm. Đây là cái vấn đề mà thầy phải làm cũng vậy. Chúng ta phải, thí dụ bây giờ cái chuyện đó vừa nghe đồng đạo mình vừa nói, hoặc giả là mắt chúng ta thấy, hoặc giả là tai chúng ta nghe, nhưng mà trên đời này chưa chắc là mắt thấy tai nghe mà hoàn toàn trúng đâu. Mắt thấy tai nghe mà nếu không phụ vào cái sự suy nghĩ thì xin thưa rằng chúng ta coi chừng đoán sai. Thí dụ như cái trường hợp của Đường Huyền Trang ngày xưa, thì rõ ràng Đường Huyền Trang thấy người này là một cái người già, đúng không? Thấy một ông già, mắt thấy là một ông già, tai nghe ông già này là than đi không nổi, thầy ơi thầy cõng con. Rõ ràng thì Đường Huyền Trang là cái người đó có cái tâm, nhưng mà lúc này chưa có trí nè, chưa có suy nghĩ nè, cho nên thấy vậy ù vào cổng. Thì cuối cùng không ngờ lại là Tôn Ngộ Không xuất hiện. Thì Tôn Ngộ Không là nói rõ là dụ cho trí. Cho nên khi Tôn Ngộ Không xuất hiện rồi, là Tôn Ngộ Không là đại diện chánh kiến. Có Tôn Ngộ Không rồi, lúc bây giờ biết được rằng đây là quỷ nó giả, thầy ơi không phải là người thật. Vì vậy cho nên mới thoát được cái nạn quý vị. Cho nên đa phần đồng đạo chúng ta có cái tâm, tôi và quý vị chúng ta có cái tâm, nhưng mà cái trí đạo thì có người có người chưa. Vì vậy cho nên hôm nay theo lời thầy dạy là chúng ta cần phải suy gẫm cho mình, phải tu luyện cho mình có được cái trí đạo. Khi mà có được một cái sự suy nghĩ thấu đáo, có được trí đạo rồi, thì tôi tin chắc rằng chúng ta ít có lạc lầm. Mà giờ này
thoát được, muốn có được trí đạo thì vấn đề này chúng ta phải tự mình tu hành, phải công phu hành đạo. Vì vậy cho nên có rất là nhiều cái phương pháp để chúng ta đạt được trí đạo. Tuy nhiên một cái phương pháp mà dễ nhất trong đời tu chúng ta, còn gọi là căn bản nhất, đó là chúng ta phải giữ gìn giới luật. Chỉ cần đồng đạo mà giữ gìn giới luật đi, tôi tin chắc rằng chúng ta ít có phạm vào tà kiến đồng đạo. Bởi vì chúng ta lấy luật của Đức Thầy để mình làm một cái thước đo, là những điều căn bản trong cuộc đời sống thực tế của mình, thì tôi tin chắc rằng chúng ta không có phạm. Và từ ở chỗ chúng ta giữ giới hàng ngày thì ít nhiều gì chúng ta cũng được thắp sáng lên được cái lòng của mình, chúng ta mồi qua ngọn đuốc từ bi của Đức Thầy, để rồi chúng ta được có một cái đèn đạo tâm. Khi mà chúng ta có được đèn đạo tâm sáng được soi đường, bởi vì chúng ta đã mồi qua ở chỗ ngọn đuốc Đức Thầy, thì tôi tin chắc rằng từ từ chúng ta sẽ phát sáng. Và khi mà chúng ta phát sáng rồi thì mình sẽ nhìn nhận một vấn đề không còn sai lạc. Lúc bây giờ trong mỗi chúng ta đều có đường huyền trang là tâm đạo, và trong mỗi chúng ta đều có được tôn ngộ không là trí đạo. Khi mà tâm trí mà viên dung rồi thì mọi việc làm chúng ta không bao giờ sai phạm. Vì vậy cho nên trong lịch sử Phật giáo, một cái người mà thấy cao nhất trong đạo Phật, ngoài Đức Phật ra, thì chúng ta thấy đó không ngoài Tổ Ca Diếp, là một cái người phải nói rõ là đạt được một cái chánh kiến, phải nói là tránh chi kiến. Tại sao chúng tôi nói điều này? Bởi vì trong một pháp hội 1250 vị A-la-hán và các vị Bồ Tát, thì lúc bây giờ Đức Phật tay phải cầm nhánh sen trắng đưa lên, Đức Phật không nói một câu nào hết. Thì lúc bây giờ 1249 vị không biết Đức Phật nói điều gì, không thấy được cái chân tướng của sự việc. Duy nhất chỉ có Ngài Ca Diếp thì Ngài biết được, hiểu được, thấy được, và Ngài mới chứng kiến miệng cười. Thì đây là một cái sự kiện gọi là niêm hoa vi tiếu. Vì vậy cho nên nếu nói về lịch sử đạo Phật thì Ca Diếp là một cái người có được một cái tránh tri kiến, thấu suốt mọi vấn đề. Vì vậy cho nên khi một con người rồi thì người ta cách ứng rất là tuyệt vời. Thí dụ bây giờ tôi đưa ra một cái vấn đề, nếu như mà chúng ta chưa có được trí đạo thì bây giờ mình vẫn biết cái thân này là giả, đúng không? Nếu một cái người chưa có trí đạo thì họ sẽ không lo cho thân, rồi đôi khi họ lại có những tư tưởng cục bộ, không ăn không uống nè, bỏ cái thân này, hoặc giả là những cái tư tưởng nó khác hơn. Bây giờ họ nói rằng đó, nếu mà làm rẫy mà xịt sâu xịt mò đó thì phạm vào sát sanh, cho nên họ vẫn sẵn sàng làm mà họ không xịt thuốc, thì cuối cùng họ bị mất mùa. Đấy, thì đấy là một cái vấn đề, chúng ta đưa ra một cái vấn đề là nó chưa tròn vẹn về chỉ đạo. Còn nếu như một cái người mà có đạo rồi thì họ biết cái thân này là giả, nhưng họ không bỏ thân này, họ lấy cái giả họ tạo cái thật, tức là mượn giả chạo tạo cái chân đó, mượn cái phương tiện làm thuyền bè. Thí dụ giờ tôi là người biết rõ cái thân này là giả nè, vậy thì tại sao tôi không lấy cái giả này tạo cái thật, không lấy cái thân này đài nó ăn chay, đài nó niệm Phật, đài nó đi cầu nguyện, đài nó làm từ thiện để chúng ta có cái thật? Thì đấy là cái người có một cái sự nhìn nhận về trí tuệ. Thí dụ bây giờ tôi có 5 triệu đồng mà nếu như tôi không có đạt được chánh kiến đó, không có được cách nhìn đó, thì tôi sẽ tiêu phí 5 triệu đồng này vào một vấn đề khác, thì 5 triệu đồng này nó là giả, đúng không? Và ngược lại, nếu như tôi có trí huệ rồi, tôi có chánh kiến rồi, thì tôi dùng 5 triệu đồng này vào công tác từ thiện xã hội, về công tác đạo sự, thì 5 triệu đồng này nó là thật, tiền giả, nhưng mà cái quả vị đạt được, cái công đức đạt được đó là công thật. Đây, thì đây là một cái sự chuyển hóa, một cái sự suy nghĩ để chúng ta thấy rõ. Thì đấy là cái người giữa cái người mà có được nhận thức và cái người chưa đạt được nhận thức đó, thì hai vấn đề này nó hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như bây giờ một lời nói ra, cái người mà có trí huệ thì ngược lại cái người mà chưa đạt kiến thì họ chỉ nói những cái họ biết thôi. Họ nói những cái biết, vô tình nó sẽ rơi vào ở cái chỗ gọi là cống cao ngã mạng, ở chỗ bản ngã. Nhiều khi cái họ nói cái họ biết, cái biết đó chưa hoàn toàn đúng. Còn ngược lại, người có trí tuệ rồi thì họ sẽ biết những cái họ nói, họ biết rằng họ sẽ nói cái gì, cái điều này có lợi hay không, cái điều này có phạm vào tà hay không, thì đương nhiên không bao giờ họ phải thất bại trên đường tu của họ. Thì đấy là chúng tôi muốn nói ở một khái niệm đầu tiên là chúng ta phải có một cái năng lực trí tuệ.
Rồi cái thứ hai nữa, Thầy dạy chúng ta phải là tri cứu các sự rắc rối. Sống trong cuộc đời bình dị của đồng đạo chúng ta thì theo lời Thầy, theo tôi nghĩ rằng có rất nhiều cái sự rắc rối. Cho nên nếu như hôm nay mà chúng ta không cứu đến nơi đó, thì xin thưa là không đạt kết quả. Bởi vì ở đời nó có những cái mà chúng ta phải có những cái tình trường, có những cái sự kiện mà như đơn phương chúng ta khó suy nghĩ được. Nó có những cái rất là rắc rối, mà nếu mình mà không tri cứu cho rõ ràng đó thì không khéo chúng ta phải tạo nghiệp thôi. Ngoài cái việc chúng ta mất mát ra trong hiện tại thì mình còn gây cái quả dữ. Vì vậy cho nên trong con đường tu của mình, đến cái phương pháp thứ hai đó Thầy dạy này, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải có một sự tri cứu. Như tôi nói hồi nãy, tức là chúng ta phải có một cái sự có một những cái thông tin đa chiều, có những cái sự suy nghĩ rất là thông thoáng cho chúng ta không kẹt ở một chỗ. Cho nên đồng đạo chắc còn nhớ lại cái mẫu chuyện gọi là oan tình chiếc bóng của một tràng trương sinh và một thiếu phụ Nam Xương tên là Vũ Thị Thiếp. Thì nếu như ngày xưa mà tràng trương mà nghĩ thông thoáng được trong cái vấn đề rắc rối này, thì tôi tin chắc rằng nàng Vũ Thị Thiếp, tức là vị thiếu phụ Nam Xương, không phải ra đi một cách hết sức là oan uổng. Kính thưa đồng đạo, cho nên đây là một cái mẫu chuyện Việt Nam, cái nguồn gốc xuất phát từ ở văn hóa của miền Bắc, trong các cái tuồng chèo của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì gần như giờ này hội trường này cũng như các nơi khác mà tôi nhắc mọi chuyện này đồng đạo nằm lòng rồi. Tuy nhiên hôm nay nhắc lại đây chi, để chúng ta có bài học về chánh kiến, để mình có suy nghĩ cho thấu đáo, để chúng ta tránh những cái việc đáng tiếc xảy ra ở tương lai cũng như ở hiện tại. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì lúc bấy giờ giữa tràng trương sinh và nàng thiếu phụ Nam Xương tên Vũ Thị Thiếp, hai người thành gia thất với nhau, sống hết sức là phải nói rõ là yêu thương với nhau. Thì trong thời gian ngắn, lúc bây giờ tràng trương phải theo tiếng gọi non sông, cho nên phải lên đường tòng quân theo tiếng gọi của đất nước. Thì lúc bây giờ vẫn biết rằng vợ đã có mang, nhưng mà do cái điều kiện đặt cái tình đất nước lên cao, do đó cho nên tràng trương phải ra đi và để vợ ở nhà. Thì phải nói rõ cũng rất là lo. Tuy nhiên thì đây là cái trách nhiệm rồi. Thì hàng ngày ở nhà nàng Vũ Thị Thiếp vừa lo cái việc đồng áng rồi vừa nuôi con. Cho nên chính vì lý do đó, cho nên một cái thời gian cũng khá dài, trong cái thời gian dài 3 năm. Thì lúc bây giờ tràng trương sinh trở về thì rất là mừng khi biết được rằng vợ mình đã sanh cho mình được một cái chàng bé trai hết sức là cáo kỉnh, đặt tên là bé Đảng. Cho nên khi về nhà gặp con thì mừng, ôm con vào lòng mừng, với một cái tư tưởng hết sức là hoan hỷ trong cái tình ruột thịt. Thì lúc bây giờ bé Đảng thì rất là xa lạ. Rất là xa lạ. Cho nên chàng trương dụ họ con là con của cha, cha là cha đẻ của con mẹ. Vì cha bận rộn cái công việc hành quân về đáp lại tiếng nói non sông, cho nên chính vì vậy 3 năm cha không có nhà, không có thấy được khi con ra đời. Cho nên con thấy lạ, cha là cha của con. Thì thần nhỏ rất là ngây ngô tự nhiên, nó cứ khước từ ông không phải là cha tôi, không phải là cha tôi, cha tôi tối mới về. Ấy đây, đây là cái chuyện rắc rối nè. Thì khi mà tràng trương nghe đến đây là tràng trương thấy nó rắc rối rồi. Ủa sao kỳ vậy con ha, cha là cha con này, tại sao mà con lại nói là cha con tối về? Thì thằng nhỏ lại nói thêm, ông không phải là cha tôi, cha tôi tối mới về, đêm nào cha tôi cũng về ngủ với tôi. Mẹ tôi đi thì cha tôi đi, mẹ tôi nằm thì cha tôi nằm, mẹ tôi ngồi thì cha tôi ngồi. Kính thưa đồng đạo, thì rõ ràng lúc bây giờ là trong đầu của tràng trương sinh là nó quá rắc rối. Lúc này gần như là nó rối lên rồi, rối tung lên rồi. Và chính vì cái sự rối tung này nè, cho nên từ một cái người cũng rất là sáng suốt, nhưng mà lúc bây giờ nó bị mờ đồng đạo, thêm cái sự nó phụ vào đó nữa. Vì vậy cho nên lúc bây giờ là phiền não nó nổi lên, và lại quyết định một cách hết sức là mờ, hết sức là mờ ám, hết sức là tà kiến, cho rằng vợ mình là một cái người đàn bà lang tâm chắc nết. Trên lúc bây giờ dùng những cái lời nói thậm tệ để chửi mắng vợ mình, xài xỉ vợ mình một cách hết sức là phải nói rõ là tệ bạc. Và lúc bây giờ gần như là tràng trương sinh là dồn nàng Vũ Thị Thiếp vào một chân tường, chứ phải chi bình tĩnh một chút á. Vợ à, con nói vậy đó rồi bà, sao nói tôi nghe coi, nhà ai ngủ với bà này kia, thì phải như bình tĩnh đã là yến rồi. Đằng này không có đồng đạo, gần như là dùng những cái lời lẽ hết sức là nặng nề. Cho nên lúc bây giờ phụ nữ vào cái thời xưa thì người ta rất là tôn trọng cái chữ tiết, vì vậy cho nên người ta tôn trọng lắm. Do đó cho nên khi mà
chồng mình mà dồn vào một cái bức chân tường như vậy thì cho nên lúc bây giờ nàng không có lối thoát đâu. Thì nàng mới là chạy ra một cái dòng sông Hoàng Giang liều mình tự vẫn. Thế là xong cuộc đời của một thiếu phụ năm xưa. Thì đến khi mà tối là tối về, khi mà ngọn đèn trong một căn nhà tranh được thắp lên, thì việc gì sẽ xảy ra? Khi lúc bây giờ bé Đảng nó mừng, nó nói cha con về. Thì Tràng Trương hỏi ủa cha con đâu? Thì thằng nhỏ ngây ngô chỉ cái bóng của Tràng Trương ở trong vách, nói là cha con kìa. Thì lúc bây giờ Trương Sinh mới là dở lẽ ra, cái người cha mà con mình nó nói đó tính là cái bóng của mẹ nó. Thì lúc bây giờ Tràng gần như là hết sức là bức xúc, hối hận. Nhưng mà mọi việc đã muộn mất rồi, vì cái sự tà kiến, vì cái sự không truy cứu được những sự rắc rối, cho nên cuối cùng với một cái sự phán đoán sai lầm, không suy nghĩ chu đáo, cho nên cuối cùng kết liễu đi cuộc đời của một người vợ hiền. Và cuối cùng thì lúc bây giờ Tràng Trương mới ra ngoài cái dòng sông Hoàng Hà, mới gào thét để ăn năn, để hối hận, để là xin lỗi vợ mình. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị biết rằng mọi việc đã xong rồi, bởi vì người chết không bao giờ sống lại. Và từ đó thì chàng thề nguyện là không cưới vợ nữa, ở vậy mà nuôi con. Thì đây là một cái mẫu chuyện mà chúng ta thấy rất là thực tế. Vì vậy cho nên mình nên tránh vấn đề này. Thí dụ như ta đi làm về rồi mình có nghe trong gia đình chuyện gì đó, chuyện nhỏ chuyện to gì đó, thì chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta đừng vội vàng, chúng ta phải nghe theo thông tin nhiều chiều. Nếu như Tràng Trương hồi nãy nghe thêm dài nhiều người nữa, nhất là nghe theo cái lời vợ mình can gián, thì mọi việc không đến đổi tệ như vậy. Kính thưa đồng đạo, cho nên vấn đề tri cứu cái sự rắc rối là một vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Bởi lẽ rằng mỗi cách nhìn của mỗi người ở một khía cạnh thì nó không hoàn toàn giống nhau. Đồng đạo nhìn tôi hướng này, thấy tôi thế này, đồng đạo bên kia nhìn tôi thì vậy. Cho nên nếu một hướng mà chúng ta lại định đoạt một con người thì chưa hoàn toàn. Chúng ta phải nhìn ở góc độ đa chiều, đó gọi là tri cứu cái sự rắc rối. Và cái thứ ba nữa thầy dạy là cẩn thận xem xét. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải hết sức là phải nói rõ, là có một cái tư tưởng hết sức là cần thiết nhất trong đời tu của mình, mà thầy dùng cái từ cẩn thận. Cho nên nếu như trong cuộc sống đời thường của mình, hoặc giả là trong đời tu của mình, mà chúng ta thiếu đi tính cẩn thận thì gần như chúng ta sẽ là người thất bại. Đồng đạo à, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta không cẩn thận trong sự giữ giới luật, không cẩn thận trong sự ăn chay, không cẩn thận trong sự là cúng lại, cũng vậy, tôi nói những cái đơn giản thôi, thì chúng ta vẫn là cái người bị thua thiệt, huống hồ chi nói đến chánh kiến. Vì vậy cho nên mọi việc ở đời này, cái quan trọng nhất là chúng ta phải cẩn thận xem xét. Cái gì cũng vậy, chúng ta đừng vội, mình phải hết sức là cẩn thận. Bởi vì cẩn thận là gì? Đây là một cái lá bùa để hộ mình. Mà Khổng Tử đã dạy là cần vi vô giá bảo thận thị hộ thân phù. Tức kiệm là của báo vô giá, và cẩn thận là lá bùa giữ mình. Cho nên hôm nay nếu đồng đạo chúng ta có cẩn thận là mình đó có một cái lá bùa hộ thân. Mà nếu như chúng ta cẩu thả, chúng ta bất cẩn thận, thì xin thưa rằng chúng ta sẽ là cái người thua thiệt. Kính thưa đồng đạo, cho nên trên lời Đức Thầy dạy rất thực tế. Khi mà chúng ta bàn rất thực tế đồng đạo, như vậy thì phải cẩn thận thế nào đây? Do đó cho nên chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ cho nó chu đáo. Nó giống như cái trường hợp của thầy trò của Nhan Hồi vào cái thời của Xuân Thu Chiến Quốc ngày xưa cũng vậy. Khổng Tử là một cái người hết sức là cẩn thận. Và ở đây chúng ta cũng đủ hiểu rằng, phải nói rõ là Nhan Hồi cũng là một vị đệ tử mà chúng ta rất là cảm nể, đứng đầu ở trong Thất Thập Nhị Hiền. Tức là phải nói là một cái vị mà gần như Khổng Tử rất là ưng ý. Cho nên có một cái mẫu chuyện 3 lần 8 23. Thì qua mẫu chuyện này chúng ta mới thấy được cái tính cẩn thận của Khổng Tử quý vị. Kính thưa đồng đạo, bởi vì lúc bây giờ Nhan Hồi đi ra ngoài chợ vào một buổi sáng sớm, thì lúc bây giờ giữa cái người mua cái một cái cô này ở một cái nông thôn đi ra ngoài chợ mua vải, giữa cái người mua vải và cái cô chủ sạp vải mới cãi với nhau, tranh luận với nhau giữa cái số tiền. Bởi vì cái giá đưa ra đó thì một cái sáp vải như vậy là 8 đồng. Cô này có mua 3 sáp vải, mà cổ thì tính thì 3 sáp vải, thì cái người mua thì nói 3 sáp vải có 23 đồng. Cái người bán nói cô tính sai rồi, 3 8 24 24 đồng mới đúng. Thì hai người cứ tranh luận với nhau. Lúc bây giờ thầy Văn Hồi đến, cho nên lúc bây giờ Văn Hồi mới nói cái cô mua vải ơi, 3 8 24, cô trả người ta 24 đồng mới đúng. Còn cái cô mua vải cô nói không, ông nói sai rồi. Bởi vì đồng đạo biết con người mình bản ngã lắm,
Ai nói mình sai mình không chịu đâu, mình rất là bảo thủ á. Tôi cũng vậy à, bảo thủ lắm. Cho nên cái cô mà nhà quê này cô bảo thủ lắm, cô nói là 3823 tranh luận quyết liệt à, tranh định đến nỗi là thời luôn, cá độ nhau luôn. Tôi nói thiệt với ông nha, nếu mà 3824 nha, tôi thua gì cũng thua hết trơn. Tôi đem cái mạng này ra để mà tôi cá cược với ông đó. Vì biết thường thường á, thường thường ở đời nó có nghĩa đồng đạo, đây là sự kiện ngoài đời. Vì vậy cho nên lúc bấy giờ thì cái con này nói bây giờ ở đây tôi chỉ nể mình Khổng Tử thôi. Ông dắt tôi là Khổng Tử đi. Nếu mà Khổng Tử ông nói mà 3824 đó là tôi chịu hy sinh cái mạng này đó. Tức mà thề vậy đồng đạo. Còn ông thì sao? Thì lúc về văn hồi nó thôi, nếu mà người nói cô nói vậy thì nếu như mà thật sự 3823 thì tôi ta cũng xin để lại cái mã quan. Thì lúc bây giờ ông làm quan cũng không lớn lắm, quan nhỏ thôi, lúc này còn trẻ mà. Thì ba người mới dắt lại Khổng Tử. Thì lúc bây giờ đem sự kiện ra kể, thì lúc giờ Khổng Tử nay hồi con lột cái mã quan xuống bởi vì 3823. Thì lúc bây giờ cô bán phải cổ cũng không còn ý kiến nữa, Khổng Tử nói rồi thôi, cổ cũng chấp nhận là 23 đồng khi cô bán ba sẽ phải. Thì riêng về Nhan Hồi, tức là Tân Nguyên đó, Nhan Hồi còn có một cái tên đó Tân Nguyên. Vì vậy nên ông gần như ông không có phục thầy rồi. Lúc bây giờ là ông nói ông thầy mình lẫm cẩm rồi. Tại sao 3823? Cho nên lúc bây giờ ông buồn lắm. Thì mặt buồn buồn vậy đó. Và lúc bây giờ có một ý định là bây giờ thôi ông thầy này không được à. Ngày mai mình xin phép ông thầy mình đi về là mình về luôn đó, nghỉ chỗ đồng đạo. Cho nên mới xin thầy là sáng ngày cho con được về thăm nhà, lâu quá không về nhà. Thầy cho con về nhà đi thầy. Thì thầy nói được, ngươi cứ về nhà mà đi đó. Ta dặn con nhớ giùm ta hai chuyện. Một là cổ thụ ngàn năm không nấu thân, hai là thân chưa rõ chất hạ sát. Con nhớ hai câu này được rồi. Thì lúc bây giờ cũng không nói gì bỏ đi về. Bởi vì đường về từ nhà, từ ở chỗ trường học đạo mà về đến nhà của Nhan Nguyên đó, tức là Nhan Hồi đó, thì rất là xa. Cho nên đi trên đường đi về gần tới nhà ông, trời ông mưa, ông giông ông mưa lớn lắm. Cho nên lúc bây giờ thì thấy một cái cây cổ thụ cao đó, Nhan Nguyên mới vào đó để là trú mưa. Thì khi mà vào cái gốc cây cổ thụ trú mưa thì nhớ ông thầy ông dặn hồi sáng là cổ thụ ngàn năm không nấu thân, cái cây lâu năm không ở dưới gốc được. Cái nhớ vậy ông nhảy ngoài, kệ đi, mắc mưa không ở dưới gốc. Khi ông bước ra ngoài lúc bây giờ thì tiếng sét vừa đánh thì nhánh cây to ở trên nó rớt xuống ngay cái chỗ của Nhan Nguyên đứng. Cho nên Nhan Nguyên nó càng ơ hên quá. Phải mình mà không nghe là ông thầy đứng ngay gốc cây này là coi như là mình bị cái cây này nó đè chết rồi. Thì chính vì trời mưa như vậy cho nên về nhà nó tối có dịp, tối hù à. Khi mà về tới nhà thì gần như là trong nhà ngủ hết rồi. Bởi vì ông về bất ngờ cho nên vợ ông cũng không có hay là ông về nữa. Thế nên lúc bây giờ để tạo sự bất ngờ cho vợ cho nên ông mới không kêu cửa. Mà đồng đạo nhớ ngày xưa là cửa than gài không mà, ông lấy cái thanh gươm á, ông mới đẩy cái than gài lên, ông nhẹ nhẹ bước vào trong nhà. Thì khi bước vào trong nhà ông thấy ngạc nhiên, thấy cái nằm ở trên, vợ mình nằm ở trên cái giường, mền thì trùm kín hết, bị trời mưa mà mưa lạnh mà, nhưng mà thấy ló ra dòm là tới bốn cái chân. Ông đã chết rồi. Như vậy lâu lâu mình về nhà, mình đi học đạo ở nhà, vợ mình là nó lén nó dẫn chai về nhà, thấy rõ ràng bốn cái chân, rút gươm ra là dự định là chém một nhát, một là nam, là tức là nam nữ này là không có còn nữa. Nhưng mà rút gươm ra sửa soạn, nhớ là ông thầy dặn là sát nhân chưa rõ chứ, có nghĩa là giết người mà không thấy mặt đừng nên giết. Nghe là này cái này, nhớ lại hồi sáng ông thầy mình nó cứu mình rồi, cho nên giờ này không dám giết, trước khi giết thấy mặt trước đã. Một tay thì cầm thanh gươm trực sẵn, một tay thì kéo cái tấm chăn xuống, là kéo mền xuống đó. Thì khi mà kéo cái mền xuống thì thấy rõ ràng là hai người, nhưng mà cái người còn lại là em gái của mình và vợ của mình. Bởi vì bữa nay em gái mình qua thăm chị dâu của nó, trời mưa nó về không được ngủ chung với vợ mình. Vì vậy cho nên khi mà kéo cái mền thấy giọng quá mừng, ông nói hên quá, quá mừng rồi. Phải chi mà không nghe ông thầy mà rút gươm là giết nhầm vợ mình và em ruột của mình rồi. Vì vậy cho nên anh em gia đình đoàn tụ. Thì sau khi đêm đó rồi sáng ngày thì Nhan Nguyên không có còn ý định là muốn bỏ thầy nữa. Lúc bây giờ ông suy nghĩ thầy mình hay quá. Cái xong rồi cái cáo từ vợ đi lợi trường đạo học tiếp. Thì khi mà lợi về gặp thầy rồi thì Nhan Nguyên nói: bạch thầy, tại sao mà thầy thần cơ diệu đoán vậy thầy? Thầy tiên đoán cái chuyện như thần luôn á thầy. Tại sao hôm qua thầy biết, thầy biết cái sự kiện suy đoán vậy? Thì lúc bây giờ ông tự nói ta cũng đâu có phải là thần thánh gì đâu con ơi. Bởi vì mấy ngày nay ông trời ông oi bức á,
hôm qua ta nhìn thiên văn, ta thấy được những cái vì sao, ta biết là chiều nay sẽ có mưa to, cho nên ta đón vậy thôi. Và hơn thế nữa, trước khi đi thấy mặt của con đằng đằng sát khí, ta sợ cái điều không may xảy ra với con, nên ta căn dặn trước khi con giết người nên nhìn rõ cái mặt hãy giết. Thì lúc bây giờ hai thầy trò hoan hỷ lắm. Nhưng mà lúc bây giờ thì Nhan Hòa nhắc lại chuyện xưa: dạ thưa thầy, con đều không phục thầy. Thì Khổng Tử nó có điều gì? Sao mà tại sao mà thầy tính sao mà 38, 23 thầy? Lúc bây giờ ông đem chị này ra ông. Thì lúc bây giờ thầy nói: này trò hồi, nếu như 38, 24 là mạng người đó con, còn 38, 23 thì con rơi cái mão quan ở đây tu với ta cũng tốt thôi, có gì đâu con. Vì vậy cho nên mẫu chuyện này chúng thấy đơn giản, nhưng mà thật chất ở đây là phương tiện. Phương tiện ở đời đôi khi có những cái mà gần như là chúng ta phải phương tiện, để rồi mình cẩn thận, mình xem xét mọi vấn đề. Cũng như cái mẫu chuyện mà chúng tôi vừa được đưa ra, nếu như mà Nhan Nguyên không nghe lời thầy, không cẩn thận xem xét thì đổ vỡ rất là nhiều vấn đề. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta tu theo thầy cũng vậy, cái quan trọng chúng ta phải cẩn thận. Mà cái sự cẩn thận này muốn đạt được kết quả cao nhất thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nghe lời thầy. Thầy dạy làm sao chúng ta làm vậy à, là cẩn thận đó. Còn giờ này thầy dạy một đường mà chúng ta làm theo một ngã là không cẩn thận. Dễ thôi, chỉ cần đồng đạo chúng ta hiểu được lời đức thầy, đồng đạo chúng ta cần hàng ngày học đọc lời đức thầy, đem lời đức thầy vào lòng, mà đức thầy dạy là xem quá ít bận ráng đem vào lòng, thì chúng ta ghi nhớ lời đức thầy, thì tôi tin chắc rằng chúng ta không có đổ vỡ. Thí dụ như giờ này chúng ta đi về nhà, anh đằng xóm anh chửi mình, mà nếu như chúng ta không học là đức thầy thì coi chừng chúng ta chửi lại à, coi chừng chúng ta là sân si à. Mà nếu chúng ta có được lời đức thầy để hộ thân, chúng ta nhớ được câu giảng thầy dạy là ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi hết giận ta phiên, lúc giờ chúng ta còn giận không? Hết rồi, có lời đức thầy hộ thân rồi. Hoặc giả là vợ chồng lục đục với nhau, cãi cọ với nhau, không hiểu ý nhau, nhưng mà khi chúng ta nhớ được lời đức thầy dạy là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, lúc bây giờ chúng ta không có còn dám giận nữa. Bây giờ thì đây là những cái cẩn thận nè. Hoặc giả là con của mình nó hỗn hào, nó cãi mình, nó không nghe lời mình, thì theo cái quán tính bình thường, mình là cha, mình là mẹ, mình sẽ chửi rủa nó theo cái bản ngã. Nhưng mà khi chúng ta nghe là thầy dạy đó, lỗi lầm chứ không hào, đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bi, đem lời hiền đức tốt tươi rằng mà giá quá vàng người chẳng hơn, thì tôi tin chắc là chúng ta không còn giận hờn nữa. Thì đó là chánh kiến đó. Cho nên hôm nay cái sự cẩn thận này chúng ta phải thực sự học là đức thầy. Cái gì sự kiện ăn ở đối xử hàng ngày đức thầy dạy rất là rõ đồng đạo á. Những cái câu nó quý trọng biết chừng nào, ngoài những phương pháp tu hành ra thì đức thầy còn dạy chúng ta về những cái phương châm. Thí dụ những cái câu là bước ra đường ăn nói thật thà, dầu khôn khéo cũng là giả dại đó, thì những câu nói nó hay tuyệt vời, rất là nhiều câu, hàng nghìn câu như vậy. Cho nên chỉ cần đồng đạo chúng ta có học là đức thầy, có làm theo lời chỉ là chúng ta đã có cẩn thận để chúng ta có được chánh kiến ở ý sau cùng này. Và bên cạnh đó thì hành giả cần phải thực hiện luôn cả cái điều răn cấm thứ bảy đó thầy dạy. Điều răn cấm thứ bảy thầy dạy là chánh kiến đồng đạo. Đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Ngoài điều răn cấm thứ bảy ra, đức thầy còn dạy thêm trong bài hành lễ đó: tất cả các hành động trong đạo hay ngoài đời, trước khi làm điều gì phải tính toán một cách cẩn thận, đừng làm chuyện ngông cuồng vô ý thức. Cho nên đức thầy mới dạy chúng ta rằng trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà, dầu việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho tận, tội với phước xét coi nhiều bận mới khỏi lầm tà kiến đem vào, mà thầy dạy trong giác mê tâm kệ. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì khi mà chúng ta hành được tà kiến theo lời thầy dạy, mà tôi đưa ra các cái phương hướng theo chánh văn đức thầy, thì mỗi đồng đạo chúng ta sẽ có được một cái lợi ích. Lợi ích mà đức thầy tự quan sát cực điểm, cách xét đoán tận tường, tránh cho ta những tà kiến sự xem xét lầm lạc, khiến ta dẹp được bản ngã, giúp cho ta hiểu biết được rõ ràng minh bạch cách phán đoán được ngay thẳng công bằng. Chẳng thế còn chúng ta hiểu biết được các điều tục điểm trong lòng, biết được lẽ nhiệm màu tôn giáo, rồi tránh cho ta tất cả sự giả dối, nhờ thế nên ta khỏi bị lạc lầm trong khi hành đạo. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì qua cái đoạn văn trên, lợi lạc chánh kiến thứ nhất là giúp cho chúng ta dẹp bản ngã, giúp cho chúng ta có một sự suy nghĩ đem đến một sự công bằng nhân đạo của xã hội này, của cuộc đời tu của mình, trong cái quá trình mà chúng ta đang sinh sống hành đạo ở trên cái quả địa cầu này và trong cuộc đời hành đạo của chúng ta. Và một cái điều quan trọng hơn nữa, khi mà có được chánh kiến thì chúng ta sẽ hiểu được xác thân là giả tạm, hiểu được cuộc đời là vô thường,
hiểu được rằng ngày một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ hết tất cả. Chúng ta sẽ hiểu được rằng con người của mình khi chúng ta chết rồi, mình sẽ mất hết tất cả, chúng ta chỉ còn lưu lại những cái gì mà chúng ta đã cho. Chúng ta chỉ cần còn lưu lại những cái công đức mà hàng ngày chúng ta tu tập mà thôi, kính thưa đồng đạo. Và không thế nữa, khi có chánh kiến rồi thì chúng ta sẽ không còn bị sai lầm trong truyền đạo. Mình sẽ không còn bị tà sư ngoại đạo để mà quyết định chúng ta, để rồi chúng ta sẽ thăng hoa đi đến con đường chân chánh lời thầy dạy, cứ một đường thẳng bẳng chừng đó mới là mầu nhiệm. Và hơn thế nữa, trong cái cuộc sống đời thường cũng vậy. Nếu như xã hội loài người ai cũng có chánh kiến, ai cũng có một cái sự suy nghĩ chu đáo, không có còn lạc lầm để làm cho người khác phải chịu khổ vì mình. Trên xã hội này không có còn những cái vụ việc phải nói là gần như nó sai lầm, không còn những cái việc tà vậy, thì tôi tin chắc rằng cuộc đời này phải nói rõ là một cái cảnh thần tiên tại thế, nếu như tất cả thực hiện được chánh kiến của Đức Thầy. Vì vậy cho nên chúng ta có thể khẳng định rằng chánh kiến là thầy dạy, là một bài học có một sức, có một cái sự giá trị giáo dục đạo đức tích cực cho cả đời lãnh đạo, luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi con người nói chung và của mỗi cuộc đời hành đạo của chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng ta là tín đồ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, thì khi học, khi hiểu được bài chánh kiến này thì mình phải áp dụng bài học này trong đời sống thực tế của chúng ta. Dầu rằng đối với gia đình, dầu rằng đối với chồng vợ, dầu rằng đối với con cái, dầu rằng đối với các phương pháp hành đạo, đối nhân xử thế mà thiếu đi chánh kiến thì chúng ta sẽ là cái người thua thiệt, sẽ là cái người dệt nghiệp để rồi chúng ta không bao giờ giải thoát. Mà nếu ngược lại chúng ta có chánh kiến rồi thì chúng ta mới đạt ở chỗ gọi là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Khi chúng ta có được chánh kiến rồi thì mới mong đạt được ở một cái quả vị mà thầy dạy chúng ta hàng ngày, cái bài nguyện của mình đó là trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề, thì cũng cố gắng đúc kết lại trên dưới cũng khoảng hơn 60 phút để chia sẻ với tất cả đồng đạo chúng ta nơi đây qua cái đề chánh kiến. Thì trong quá trình trao đổi thì không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ quý thêm. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng xin kính chúc cho tất cả quý đồng đạo đã dành cái thời gian để theo dõi qua chuyên đề của chúng tôi và cũng như buổi thuyết giảng hôm nay, thì cũng xin cầu chúc cho quý vị đồng đạo tất cả chúng ta đều luôn có được cái chánh kiến để rồi mình nhận định đúng cái chân lý tu hành, để mình không còn lạc lầm ở tà kiến, để rồi tất cả chúng ta một ngày nào đó khi chúng ta xong kiếp này rồi thì mình sẽ được mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.